Thưa quý vị, Bono dùng tai nạn xe đạp của mình để quyên tiền chống HIV-AIDS, tin từ New York City, New York. Vào lúc mặt trời lặn trong ngày AIDS Thế Giới, ca sĩ Bono đã nhập hai tổ chức từ thiện của mình là One và Red để vinh danh những người đang tạo ra ảnh hưởng trong cuộc chiến chống HIV và AIDS. Hôm thứ Ba ngày 1 tháng 12, ca sĩ của ban nhạc U2 đã quy tụ những người nổi tiếng và các chính trị gia trong một sự kiện mang tên It Always Seems Impossible Until It Is Done. Trước khi bắt đầu chương trình, nam ca sĩ ca ngợi Hoa Kỳ vì những bước đi lớn mà đất nước này đang thực hiện trong công cuộc điều trị bệnh AIDS. Bono nói rằng, người Hoa Kỳ có thể không biết về con số 15 triệu bệnh nhân AIDS đã được cứu sống, mà phần lớn trong số đó được cứu là nhờ người thọ thuế. Đối với Bono, bước tiếp theo là kết thúc sự lây truyền HIV từ mẹ sang con. Năm ngoái, ca sĩ Bono đã xem lễ kỷ niệm ngày AIDS thế giới từ dừng bệnh sau một tai nạn xe đạp nghiêm trọng ở Central Park của New York ca sĩ biến bi kịch đó thành hành động từ thiện khi ông quay sổ số và người may mắn sẽ có cơ hội đi xe đạp cùng với ông toàn bộ số tiền bán vé sẽ được chuyển đến quỹ toàn cầu chống aids